Xin mời quý vị chân bền nữa tiếp nước chị Bần Tăng Quyến lên đi. Cảm ơn. Mời quý vị đưa chân ra bàn nước chị Bần Tăng Quyến gia đình cảm ơn. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa hương hồn cụ Dương Đức Việt, kính thưa ban tổ chức tang lễ, kính thưa gia đình tác chủ. Nhận được tin cụ mất, anh chị em chúng con câu lạc bộ xe đạp 19 tháng 5 phường Chùa Hang, nơi con rể cụ là Nguyễn Quốc Bảo đang cùng sinh hoạt, chúng con có lén hương thơm tưởng nhớ cụ, cầu chúc cho cụ sống khôn chết thiêng, độ trì cho con cháu, anh em mạnh khỏe, đoàn kết. Chúc cụ về nơi chín suối được siêu thoát. Xin một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Nên nhang làm lễ xong, chuyển lời mời của gia đình xin mời đoàn về nơi đón tiếp của gia đình uống nước chia buồn cùng tăng quyến gia đình, xin chân thành cảm ơn. Nhang làm lễ xong, chuyển lời mời của gia đình xin mời đoàn về nơi đón tiếp của gia đình uống nước chia buồn cùng nội ngoại trong tang quyến gia đình, xin chân thành cảm ơn. Nên nhang làm lễ xong, chuyển lời mời của gia đình xin mời đoàn về nơi đón tiếp của gia đình uống nước chia buồn cùng tăng quyến gia đình, xin chân thành cảm ơn. Xong chuyện mời của gia đình xin mời các bà về nơi đón tiếp của gia đình uống nước chia buồn cùng tăng quyến gia đình, xin chân thành cảm ơn. Thank you.
Kính thưa hương hồn cụ Dương Đức Việt, thưa ban tăng lễ, thưa tăng quyến, chúng tôi là đại diện cho đoàn luật sư tỉnh Thái Nguyên, nơi mà con rể của cụ đang làm việc và sinh sống. Được tin cụ về già, đây là một tổn thất của gia đình cũng như là toàn xã hội, trong đó có phần của đoàn luật sư tỉnh Thái Nguyên. Thay mặt đoàn luật sư tỉnh Thái Nguyên, chúng tôi xin ban tăng lễ và tăng quyến một phút tưởng niệm cụ. Phút tưởng niệm bắt đầu. Trên lời cảm ơn của gia đình tăng chủ, quý vị đã có chút thời gian về thăm viếng. Sau khi làm lễ thắp hương xong, xin mời quý vị nối chân về nơi đất tiếp của gia đình, uống nước chư bần cùng tăng quyến. Gia đình có lời xin chân thành cảm ơn. Kính thưa ban tổ chức tang lễ và gia đình tang quyến, kính thưa hương hồn cụ Dương Đức Việt, hội viên chi hội nông dân tổ dân phố 11, phường Chùa Hang. Do tuổi cao, sức yếu, cụ đã từ trần vào hồi 11 giờ 13 phút ngày 28 tháng 5 năm 2024, tức ngày 21 tháng 4 năm Giáp Thìn. Đoàn đại biểu thay mặt cho hội nông dân phường Chùa Hang, chi hội nông dân tổ dân phố 11 do đồng chí Ma Từ Thị Mai Điệp, chủ tịch hội nông dân phường Chùa Hang làm trưởng đoàn, đến đặt vòng hoa và thắp nén tâm nhang để bày tỏ lòng vô cùng thương tiếc, tiễn biệt cụ về nơi an nghỉ cuối cùng và xin trân trọng gửi đến gia đình tăng quyến lời chia buồn sâu sắc nhất. Để tưởng nhớ và tiễn biệt cụ, đoàn đại biểu chúng tôi xin dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Tôi trên lời cảm ơn của gia đình tăng chủ, quý vị đã về thăm viếng và chia buồn cùng tăng quyến. Sau khi làm lễ thắp hương xong, xin mời quý vị nơi chân về nơi đất tiếp của gia đình, uống nước chiêu buồn cùng tăng quyến. Gia đình chân thành cảm ơn. Truyền lời cảm ơn của gia đình tăng chủ, sau khi làm lễ thắp hương xong, xin mời quý vị nối chân về nơi đất tiếp nước chư bần tăng quyến. Gia đình cảm ơn. Truyền lời cảm ơn của gia đình tăng chủ, sau khi làm lễ thắp hương xong, xin mời quý vị nối chân về nơi đất tiếp nước chư bần cùng tăng quyến. Gia đình cảm ơn. Mời quý vị đưa chân ra bàn uống nước. Thank you.
Xin mời quý vị nói chân về nói tiếp với gia đình uống nước chư Phật tăng quyến gia đình cảm ơn. Thưa ban tổ chức lễ tang, kính thưa gia đình tang quyến, kính viếng hương hồn cụ Dương Nữ Việt. Được tin cụ lâm bệnh qua đời, đoàn đại biểu thay mặt cho Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành đoàn thể của phường Hồng Bẩm, Công an phường Hồng Bẩm, nơi con dâu Nguyễn Thị Hương của cụ đang công tác, đến con nén nhang thơm để kính viếng hương hồn cụ và có lời chia buồn sâu sắc đến toàn thể tang quyến trước khi tiễn biệt cụ về nơi an nghỉ cuối cùng. Đoàn đại biểu xin một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Truyền lời cảm ơn của gia đình tang chủ sau khi làm lễ thắp hương xong, xin mời quý vị nối chân về nối đất tiếp của gia đình uống nước chư Phật cùng tăng quyến gia đình cảm ơn. Xin mời lễ viếng tiếp theo của cán bộ và nhân dân tổ dân phố 4 phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên, xin lễ vào viếng phong linh cụ. Kính thưa ban tổ chức lễ tang, kính thưa gia đình tang chủ, được tin cụ Dương Đức Việt qua đời, chúng tôi đại diện cho cán bộ nhân dân tổ dân phố 4 phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên, nơi con rể và con gái của cụ hiện đang cư trú, chúng tôi có nén hương thơm vòng hoa tươi đến kính viếng hương hồn cụ và gửi lời chia buồn sâu sắc tới toàn thể gia đình để tưởng nhớ cụ. Đoàn chúng tôi xin để một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Truyền lời cảm ơn của gia đình tăng chủ sau khi làm lễ hết thắp hương xong, xin mời quý vị đưa chân về nơi đất tiếp của gia đình uống nước chư Phật cùng tăng quyến gia đình cảm ơn. Ông ơi, con cháu ơi, nỗi thương ông nhiều lắm ông ơi. Ông Tần đào ngược xuôi. Tổ chức tang lễ, kính thưa hương hồn cụ Dương Đức Việt, kính thưa gia đình tang chủ, được tin cụ Dương Đức Việt thân sinh ra đồng chí Dương Đức Chính là trưởng ban công tác mặt trận của tổ dân phố 3. Được tin cụ Dương Đức Việt tuổi cao bệnh trọng đã về chầu tiên tổ, đoàn đại biểu thay mặt cho chi bộ tổ dân phố, ban công tác mặt trận và các đoàn thể nhân dân tổ dân phố 3
đến đặt vòng hoa, thắp nén tâm hương và gửi lời chia buồn sâu sắc đến cùng gia quyến để tưởng nhớ cụ. Toàn đoàn xin một phút mặc niệm, phút mặc niệm bắt đầu. Trên lời cảm ơn của gia đình, xin mời quý vị đôi chân về nơi đón tiếp của gia đình, uống nước chia buồn cùng tăng quyến gia đình cảm ơn. Xin mời lễ viếng tiếp theo của phòng giáo dục và đào tạo. Kính thưa ban tổ chức tang lễ, kính thưa gia đình tang chủ, kính thưa hương hồn cụ Dương Đức Việt. Được tin cụ tuổi cao bệnh trọng đã về với tiên tổ, chúng cháu thay mặt cho lãnh đạo, chuyên viên phòng giáo dục đào tạo thành phố Thái Nguyên, các đồng chí cán bộ quản lý các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn phường Đồng Bẩm, nơi con dâu của cụ là cô giáo Hương, hiệu trưởng trường tiểu học Đồng Bẩm công tác, về đây có nén nhang thơm, có lễ mọn dâng lên tiến cúng, xin được chia buồn cùng tang quyến và tiễn đưa cụ Dương Đức Việt về với tiên tổ. Chúc cụ về suối vàng an giấc ngủ ngàn thu, phù hộ độ trì cho các con cháu. Để vĩnh biệt cụ, đoàn đại biểu chúng cháu xin dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Trên lời cảm ơn của gia đình tăng chủ, sau khi làm lễ thắp hương xong, xin mời quý vị nối chân về nối đất tiếp của gia đình, nỗ lực chia buồn cùng tăng quyến gia đình cảm ơn. Xin mời lễ viếng tiếp theo của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên, trưởng đoàn là bà Hứa Thị Trâm Giang, Phó Chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ, dâng lễ vào chức linh sàng viếng vong linh cụ chia buồn tăng quyến để trọng mời. Ban tổ chức tang lễ, kính thưa hương hồn cụ Dương Đức Việt, kính thưa gia đình tang chủ, nhận được tin cụ Dương Đức Việt 250 về với tiên tổ, đoàn cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên do đồng chí Hứa Thị Châu Giang, Phó Chủ tịch thường trực hội làm trưởng đoàn, đến thắp nén hương thơm, chia sẻ nỗi mất mát vô hạn cùng với gia đình, cầu mong cho hương hồn cụ về nơi chín suối yên nghỉ giấc ngàn thu. Để tỏ lòng thành kính, đoàn chúng tôi xin được một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Trên lời cảm ơn của gia đình tăng chủ, quý vị có chút thời gian về thăm viếng. Sau khi làm lễ thắp hương xong, xin mời quý vị đôi chân về nơi đất tiếp của gia đình, uống nước chia buồn cùng tăng quyến gia đình cảm ơn. Xin mời. Kính thưa ban tổ chức tang lễ, kính thưa hương hồn cụ Dương Đức Việt cùng toàn thể gia tang. Được tin cụ lâm bệnh nặng, mặc dù đã được các bác sĩ và gia đình tận tình chăm sóc, cứu chữa, nhưng do tuổi cao sức yếu nên đã không qua khỏi. Đoàn cán bộ quản lý chúng con, đại diện cho cán bộ quản lý giáo viên các trường tiểu học thuộc cụm chuyên môn phía Bắc
Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên, là bạn đồng nghiệp với con dâu của cụ là cô Nguyễn Thị Hương. Về trước linh sàng của cụ, xin được thắp nén hương thơm, bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của cụ và xin được chia buồn cùng toàn thể gia tang. Tiễn biệt cụ về nơi suối vàng, an giấc ngàn thu, đoàn chúng con xin một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Trên lời cảm ơn của gia đình tăng chủ, sau khi làm lễ thắp hương xong, xin mời quý vị nối chân về nối tiếp của gia đình nỗ nức chúc mừng tăng quyến gia đình cảm ơn.